Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy, các sư cô và các quý Phật tử, thầy đạo đạo từ xa. Trong buổi sáng hôm nay đó, chúng tôi xin giới thiệu khái quát về vấn đề nhận thức và giải thoát trong thành di thức luận. Đó là hai vấn đề căn bản và quan trọng nhất của toàn bộ hệ thống pháp hướng tâm. Để nắm vững được hai vấn đề trọng đại này đó, tức là chúng ta cần lưu tâm về những vấn đề được nêu ra trong duy thức học nói riêng và thành duy thức luận nói chung. Thành duy thức luận là tác phẩm tập đại thành sớ giải về duy thức học của vời luận sư lớn tại Ấn Độ, người có công tập đại thành và giới thiệu tác phẩm này vào Trung Quốc là ngài Trần Huyền Trang. Đó là một đóng góp to lớn, và theo đó pháp tướng tông tại Ấn Độ đã được biết đến ở Trung Quốc, đóng một vai trò quan trọng trong việc giới thiệu một trong hai trường phái đại thừa quan trọng nhất của Ấn Độ. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng hơn 300 năm, hai trường phái đại thừa quan trọng có mặt tại Ấn Độ là Pháp Tướng Tông, còn được gọi là Duy Thức Tông, Yogacaya, và Trung Quán Tông, còn gọi là Không Tông, Sujata Veda. Về bản chất thì hai trường phái này có hai cái nhìn khác nhau về vạn vật, nhưng mà có cái đồng nhất, đó là vận dụng nhận thức luận chân chính để đạt được tuệ giác, rồi do vậy có thể giúp cho con người giải phóng khỏi mọi sự chấp trước, nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân và mọi sự vật hiện tượng. Liên hệ đến thân thì gồm có chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Liên hệ đến mọi sự hiện tượng thì có chấp pháp. Trung Quán Luận hay còn gọi nôm na là tác phẩm mà dựa vào đó Trung Quán Tông được thành lập, có khuynh hướng giải thích thế giới qua nhận thức luận. Và nhận thức luận được Trung Quán Tông đưa ra đó là một nhận thức mang tính không thực thể, tổ hợp về bản chất thật của mọi sự vật hiện tượng, để từ đó hướng dẫn chủ thể nhận thức, tức là con người, thoát khỏi tất cả các vướng kẹt về ngã, ngã sở hữu và mọi sự vật hiện tượng. Khác với cách thức tiếp cận vấn đề vừa nêu, Duy Thức Tông tại Ấn Độ có khuynh hướng phân tích thế giới và con người qua chủ thể nhận thức, đối thể nhận thức, phương tiện nhận thức, thái độ nhận thức, những vướng kẹt trong nhận thức,
và phương pháp để vượt qua sự vướng kẹt của nhận thức để phát triển thức thành trí, nhờ đó đó kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Nói cách khác là hai trường phái triết học đại thừa của Ấn Độ đó hoàn toàn đi về nhận thức luận. Mặc dầu Duy Thế Tông có khuynh hướng thiên về duy tâm, tức là một khuynh hướng bắt đầu được chứng minh là tách rời với học thuyết nguyên ủy của Đức Phật, tức duyên khởi. Mà duyên khởi thì không có nguyên nhân đầu tiên, dầu đó là duy thần, duy vật hay là duy tâm. Khi tác phẩm Thành Chi Thúc Luận có mặt tại Trung Quốc đó, vào khoảng thế kỷ thứ bảy trở đi, tác phẩm này đã nhanh chóng trở thành một trong 10 trường phái lớn của Phật giáo Trung Quốc. Và dĩ nhiên là vì phương pháp tiếp cận vấn đề từ nhận thức và giải thoát luận của Thành Chi Thúc là quá khó, quá cao với giới bình dân, cho nên người Trung Quốc đã không chọn lựa Pháp Tướng Tông hay là Duy Thức Tông như là một trong những tông phái phổ quát nhất. Khái quát như thế để chúng ta thấy rất rõ là từ một trong hai trường phái đại thừa chính của Ấn Độ khi du nhập vào Trung Quốc á, thì người Trung Quốc đã dựa vào tinh thần dân tộc và chủ nghĩa dân tộc lập ra các trường phái Phật học mới. Là mỗi trường phái Phật học đó chỉ dựa vào một cho đến khoảng 3 bài kinh thôi làm nền tảng, nhằm mà giúp cho các Phật tử hành trì đó dễ dàng nắm được cái cương lĩnh Phật pháp để đi vào chiều sâu của đời sống nội tâm. Sau đây chúng ta đi khái quát những vấn đề liên hệ đến là nhận thức và giải thoát trong Thành Chi Thúc Luận. Vấn đề 1, dẫn nhập. Khái niệm di thuất được xem là nội dung trọng tâm của di thuất học và của Thành Chi Thúc Luận. Trong tiếng Sanskrit, di thuất được gọi là Vinyapti Matrata hay là Chitta Matra, tức là chỉ có thức là một thực thể hằng hữu có thật, còn mọi thứ còn lại đó là biểu hiện của thức thôi, tức là những cái phản ứng nhận thức bao gồm cảm xúc, thái độ, tâm tư, đó là cái phóng ảnh của tâm thức. Và ở phương diện này đó, di thức nên được hiểu theo nghĩa hẹp, đó là các hiện tượng tâm là biểu hiện của tâm. Nếu ta hiểu theo nghĩa rộng đó, duy thức là mọi sự vật hiện tượng bao gồm thế giới vật chất do tâm thức tạo ra đó, thì ta đang biến đạo Phật trở thành một trong các trường phái duy tâm. Mà đạo Phật đó thì rất là tối kỵ duy tâm, vì duy tâm đó là một học thuyết thiên kiến đối lập lại với học thuyết duy vật, cũng là một học thuyết thiên kiến. Đạo Phật thì chủ trương mọi sự hiện tượng đó diễn ra theo quy luật tương quan, tương duyên, tương thuộc. Di thức thông trong tiếng Sanskrit gọi là Vinyapti Matra Vadin, gọi tắt đó là thức tông hay là thức học. Khi mình gọi nó là thức tông đó thì chúng ta có thuật ngữ Vijnana Vada,
Còn những người chủ trương theo chùa phái thức học này đó được gọi là Vijaya Vadin. Dựa vào thuật ngữ gốc, dựa vào ngôn ngữ gốc đó, thì trường phái này được gọi là Du Già Hành Tông, tức là dựa vào thuật ngữ Yoga Jaya. Và những người đi theo trường phái này thì gọi là Yoga Charin, tức là Du Già Hành Phái Giả. Về bản chất đó, thì khi Pháp Tứ Tông được thành lập, các hành giả tu tập theo trường phái này đó là nhấn mạnh về trí tuệ qua nhận thức luận. Mà nhận thức luận là một trong yếu tố quan trọng nhất của triết học. Nhưng rất tiếc là về sau này đó, Pháp Tứ Tông đã có khuynh hướng đi về duy tâm. Và đây là một trong những lý do căn bản làm cho các triết gia khác với đạo Phật tấn công đạo Phật và quy kết đạo Phật là một trong các trường phái duy tâm. Cho nên cần phải phân biệt cái sự khác biệt. Duy thức học có khuynh hướng duy tâm, và nếu có chăng á, duy thức học là duy tâm, nhưng mà duy thức học á không phải là toàn thể Phật học, nó là một khuynh hướng triết học đại thừa đã từng có mặt ở tại Ấn Độ. Cho nên đánh đồng toàn bộ triết học của Phật giáo với duy tâm học đó là một sai lầm về phương pháp. Là một trong hai trường phái triết học đại thừa chính tại Ấn Độ, Pháp Tướng Tông được hình thành tại Ấn Độ sau cái trào lưu Bách Gia Tranh Minh, tức là gồm có 20 trường phái Phật giáo ra đề. Nếu Trung Quán Tông đó, do Đại sư Vô Trước và Thế Thân sáng lập vào khoảng thế kỷ thứ tư, và có một cái ảnh hưởng rất lớn đối với nền Phật học Đại Thừa ở Đông Á, thì Pháp Tướng Tông đó, dựa vào văn bản học Đại Thừa gắn liền với Bồ Tát Di Lặc Huyền Thoại, đó là vào thế kỷ thứ tư Tây Lịch. Bồ Tát Đại Thừa Di Lặc sở dĩ được gọi là Huyền Thoại vì Ngài chưa có mặt. Từ thời điểm này cho đến lúc mà Phật Di Lặc ra đời đó, có thể kéo dài khoảng 5 tỷ cho đến 8 tỷ năm. Nhưng mà các trường phái triết học Phật giáo thường có khuynh hướng đánh giá hoặc là đánh đồng một vị tăng sĩ lỗi lạc nào đó như là hóa thân của Phật Di Lặc trong tương lai. Trung Quốc cũng làm theo mô típ này, Ấn Độ đã làm việc đó từ lâu. Theo Pháp Tướng Tông đó, thì mọi hiện tượng chỉ là cảm nhận của thức thôi, và không có một thực thể nào có thể tồn tại độc lập ngoài thức. Cho nên sự tồn tại của mọi sự hiện tượng được mệnh danh là không thực hữu. Đây là quan điểm của Duy Thức Tông chứ không phải là quan điểm của Đạo Phật. Mà giờ Duy Thức Tông là một trường phái của Đạo Phật Đại Thừa. Phân biệt từ điều đó, chúng ta sẽ dễ dàng đối thoại liên tôn giáo và liên triết học, nhằm giúp cho những người
thiếu nghiên cứu hệ thống về đạo Phật, không có cơ sở tiếp tục để gắn ghép đạo Phật là một trong các trường phái duy tâm. Về bản chất thì duy thức học không phải là học thuyết đề cao về duy tâm chủ quan, duy tâm siêu hình, tức là hai trường phái duy tâm chính của nền triết học phương Tây. Ở đây toàn bộ học thuyết duy thức học muốn nhấn mạnh đó là cái kinh nghiệm ý thức mà con người thường có trong mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và dung đó, tạo ra cái tiến trình phân biệt mà nếu thiếu sự làm chủ tâm đó, thường dẫn đến sự sai lầm, tưởng tượng, vọng niệm, tạp tưởng, hư tưởng, thậm chí là quan tưởng. Như vậy phân tích điều đó để giúp cho người tu học đó, là làm chủ được các hoạt dụng của các thức giác quan. Và kết quả của việc làm chủ này đó giúp cho hành giả có thể phát triển được trí tuệ. Về nội dung, duy thức học là một cách tiếp cận tương tự như A Tỳ Đạt Ma của Phật giáo Nam truyền. Do đó duy thức học nên được hiểu trong thuật ngữ hiện đại là tâm lý học Phật giáo, hay cụ thể hơn là tâm thức học Phật giáo. Thì sư Nhất Hạnh có khuynh hướng gọi duy thức học là duy biểu học, tức là nhìn sâu về cách vận hành của tâm, những biểu hiện của tâm, những biểu đạt của tâm. Còn cho duy thức là cái nguồn gốc duy nhất là thực hữu, còn dạng pháp là giả hữu, thì nó đúng thực là chủ nghĩa duy tâm. Khuynh hướng đó nó phát triển về sau này ở ngay trong tự thân của trường phái duy thức học, chứ đó không phải là lời dạy của Đức Phật. Vì là một trường phái cách tân từ luận tạng Abhidhamma, duy thức học có thể được xem là phương pháp nhận thức mới về bản chất vận hành và hoạt động của tâm thức. Nhờ đó chúng ta hiểu thấu đáo được cấu trúc của thức, những giới hạn của nó trong nhận thức, những chấp trước của nó đối với cái tôi và thế giới. Và bằng cách này đó, hành giả có thể chuyển hóa được mọi vấn đề và đạt được sự an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Do đó ta có thể đánh giá duy thức học là cẩm nang nhận thức giúp cho chúng ta tiếp cận được chân lý và xử lý được các tình huống nhận thức sai lầm do ý thức phân biệt nhiều nguyên lèo lái dẫn dắt. Như vậy toàn bộ cốt lõi của duy thức học là để chỉ ra được bản chất nhận thức như thật của tâm đối với thế giới hiện tượng, từ đó mọi phản ứng nhận thức của con người thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Vấn đề 2, đối tượng nhận thức pháp. Đối tượng nhận thức pháp tức bao gồm mọi sự hiện tượng là trọng tâm của vấn đề nhận thức luận trong duy thức học. Bên cạnh đó còn có ngã, tức là đối tượng được nhận thức và được đề cập dưới góc độ các lớp thực tại của ngã, để giúp cho chúng ta không bám chấp vào ngã và ngã sở hữu. Số 1, khái niệm Dhamma trong tiếng Sanskrit và Dhamma trong tiếng Pali là khái niệm chỉ cho mọi sự vật hiện tượng
trong thế giới hiện thực. Và đó là đối tượng được nhận thức của con người. Nhận thức là nhận thức về một đối vật nhất định nào đó. Ngay cả các đối vật đó không hiện hữu trong thực tại, chỉ tồn tại trong tâm, như khái niệm lông rùa, sừng thỏ, nó vẫn được xem là một hiện thực ảo, đối lập lại với hiện thực thật thôi. Cho nên mọi sự hiện tượng được con người nhận thức đều được xem là pháp. Trong nghĩa thứ hai, pháp được xem là tự thân của thế giới hiện thực, tức là cái tổng thể của mọi sự hiện tượng trong thế giới mà con người có thể thấy, nghe, ngửi, biết, xúc chạm, tưởng tượng, hình dung theo cách chủ quan hay là khách quan. Nghĩa thứ ba, pháp chỉ cho 6 giác quan và 6 đối tượng của giác quan. 6 giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và 6 đối tượng giác quan đó là hình thái, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và các ý niệm được hình dung. Thì theo duy thức học đó, thì mọi sự hiện tượng này chỉ là một tiến trình tồn tại giả lập chứ không có thực hữu. Khái niệm không thực hữu đây được hiểu theo triết học, tức là không có thực thể, tức là chúng vẫn tồn tại, chúng ta có thể cảm nhận được, sờ mó được, chứng minh được, nhưng tính tồn tại của nó là không vĩnh hằng. Nó là một tổ hợp, là một duyên khởi, là mang tính điều kiện. Và do vậy tính thực hữu theo nghĩa vĩnh hằng của nó là không thể thành lập được. Số 2, bản chất. Pháp được gọi là sự vật hay hiện tượng, về bản chất có năng lực tự duy trì yếu tính của nó trong tự thân của nó, để nó không bị lẫn lộn với các sự vật và hiện tượng khác. Thuật ngữ Phật học gọi là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Xin đơn cử một ví dụ, tu sĩ Phật giáo dưới thuật ngữ Phật học Trung Quốc được gọi là viên đảnh phương bào, tức là người mặc đầu tròn, người có hình tượng đầu tròn, áo vuông. Đầu tròn đây nghĩa là đầu trọc ấy. Và hình tượng đó giúp cho tu sĩ Phật giáo khác với tất cả các giáo sĩ thuộc các tôn giáo khác. Tức là nhìn vào cái đầu trọc và chiếc áo tăng sĩ, chúng ta biết là tu sĩ Phật giáo. Như vậy hình tròn của cái đầu không có tóc, và chiếc áo hoặc màu vàng, màu lam, màu nâu dưới những cái sao màu khác nhau, không làm cho tu sĩ Phật giáo bị lẫn lộn với tu sĩ của các tôn giáo còn lại. Tu sĩ Phật giáo là một khái niệm, là một pháp. Tương tự, trong tu sĩ ta có nhiều trường phái tu sĩ khác nhau. Tu sĩ Phật giáo Tây Tạng ăn phận pháp y đó có màu đỏ bầm, và cách thức mặc là hoàn toàn khác với các tăng sĩ Phật giáo truyền thống ở Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, và cũng khác với các nước đại thừa còn lại bao gồm Trung Quốc, Việt Nam. Còn các tu sĩ Phật giáo Bắc Tông tại Việt Nam ni đó thì có khuynh hướng mặc áo nhược bình, là ở phía trước đó, nó có những cái ô sọc hình chữ nhật, và đây là chiếc áo của riêng Việt Nam, không đụng hàng với áo Trung Quốc hay bất cứ một áo nào trên hành tinh này. Và mặc chiếc áo nhược bình có mặt trong các diễn đàn Phật giáo thế giới, người ta sẽ biết rằng đây là
tu sĩ Việt Nam. Còn mặc áo tràng hiện nay đó, chúng ta sẽ bị đồng hóa với Trung Quốc. Mặc dù thế, nếu để ý đó, thì cái vạt áo tràng của Việt Nam khác với cái vạt áo tràng của Trung Quốc. Vì Trung Quốc á, ở ngay chính giữa này, chẻ xuống một đường rồi mai cái đường sọc sọc. Còn Việt Nam thì không có cái đó. Nhưng hiện nay đó thì rất nhiều người Việt Nam có lẽ là mặc cảm tự ti với chiếc áo tràng Việt Nam, mặc toàn là áo tràng Trung Quốc hết. Nhưng mà nếu chịu khó để ý nữa thì các ông tu sĩ Việt Nam mặc áo tràng Trung Quốc vẫn là người Việt Nam, vì mất hai mí, còn Trung Quốc chỉ có một mí thôi. Và nếu như ông Trung Quốc nào có hai mí như là một trường hợp ngoại lệ, nếu để ý chúng ta cũng biết là với áo tràng đó, với cái bộ đồ cũng là của người Trung Quốc đó, nếu người Việt Nam mặc á, thì khác với người Trung Quốc, vì người Trung Quốc thì túm ống quần lại, còn người Việt Nam thì không có. Đó là hình ảnh chiếc áo tràng của Việt Nam, của Trung Quốc, cách thức mặc áo tràng Việt Nam và Trung Quốc, cách thức túm ống quần và mở ống quần của các tu sĩ, làm cho người Việt Nam khác với Trung Quốc và ngược lại. Thì mỗi một sự khác biệt đó được gọi là một pháp, một thực thể. Nó có cái yếu tính của nó không bị lẫn lộn, đánh đồng với những cái khác. Mặc dầu về bề mặt của hiện tượng nó có vẻ là gần giống vế, na ná vế, nhưng mà cái gì gần giống vế thì cái đó không phải là. Về bản chất thì duy thức học phân tích về yếu tính cấu tạo ra mỗi một pháp đó là giống nhau, tức là mỗi một khái niệm hay là sự vật hiện tượng đều là một cái tổ hợp của những thứ khác với đó hình thành nên, cho nên mỗi một pháp là một tổ hợp, và khái niệm tổ hợp này có thể được sánh ví như đoàn quân hay là đám rừng. Đoàn quân á, nhìn ở bề mặt của nó là một cái khái niệm chỉ cho một đơn vị quân đội. Nhưng mà đơn vị quân đội này đó là một tổ hợp của nhiều binh lính tập hợp lại. Đám rừng cũng như thế, nhìn ở trên phía không gian xuống dưới mặt đất, chúng ta thấy nó như là một cái vệt màu xanh, một đơn vị màu xanh. Nhưng khi chiếu soi một cách chi tiết, phóng ảnh lớn ra, thì ta thấy là vệt màu xanh đó là sự tập hợp của vô số các cây xanh lớn, nhỏ, cao, thấp, thẳng, nghiêng, chứ không phải là một đơn vị. Sự vật nào, hiện tượng nào, theo cái nhìn của Phật giáo nói chung và duy thức học nói riêng, đều là sự cấu tạo của những tổ hợp. Cái gì là tổ hợp? Duy thức học cho rằng nó là biến dịch không đồng nhất và trở nên sai biệt. Do đó bản thân của từng sự vật là tổ hợp, là một sự trở thành, tức là nó luôn luôn vận động trong tự thân của nó thôi, chứ không thường hành một cách đứng yên. Bằng cách này đó thì duy thức học dạy chúng ta một nhận thức, đó là không nên đánh đồng nó là sở hữu của mình. Mặc dù về phương diện luật pháp và quan hệ xã hội dân sự, chúng ta thường có khuynh hướng mặc định như thế. Ví dụ như trong nhà của mình, giường, tủ, bàn, ghế, sách vở, tủ lạnh, vật dụng, tiền bạc, nếu được chúng ta mua có hóa đơn đỏ, có chứng từ, thì luật pháp và quan hệ dân sự khẳng định rằng là nó là sở hữu của ta. Thế về bản chất của hiện thực đó, thì chúng ta đang gọi là bám lên chúng như là một sở hữu chủ, và chúng ta tước đoạt cái quyền độc lập của chúng và biến nó trở thành là cái quan hệ sở hữu với mình. Thế còn trên thực tế chúng không thuộc về mình. Và đạo Phật khẳng định sau khi chết chẳng có ai mang được cái gì theo. Nếu nó thuộc về mình, nó phải đồng hành như bóng không rời hình, âm vang không có rời khỏi tiếng.
Và bằng cách này đó, như Thức Học dạy chúng ta một nhận thức, đó là khi vô thường tác động chi phối lên chúng ta và làm cho mọi sự vật mang tính sở hữu về luật pháp và dân sự đó, dù có bị là biến đổi, mất mát, tổn thất, chúng ta cũng không theo đó đánh đồng rằng là ta đang bị mất, ta đang bị khổ, ta đang bị đau, nhờ đó ta thoát khỏi khổ và đau. Như vậy khi đề cập đến đối tượng nhận thức của Duy Thức Học thì Đạo Phật Duy Thức Học khẳng định rằng đó là các vật thể và hiện tượng không thuộc về sở hữu của tôi. Dĩ nhiên là nhận thức này không hề kêu gọi chúng ta bỏ rơi tính trách nhiệm pháp lý, đạo đức, dân sự đối với những gì ta ứng xử, đối với gì ta đang sở hữu. Và bên cạnh tính trách nhiệm đạo đức trong các quan hệ luật pháp, xã hội, văn dân sự, khi nỗi khổ niềm đau tấn công liên hệ đến sự biến đổi của những gì mà chúng ta cho là sở hữu của mình, thì người tu Duy Thức Học sẽ khởi lên nhận thức: cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Chính vì thế mà mọi sự hiện tượng được xem là đối tượng nhận thức vô ngã rất quan trọng trong Duy Thức Học. Vấn đề 3: khái niệm và bản chất ngã. Nếu pháp là thế giới bao gồm mọi sự vật và hiện tượng thì ngã trong Duy Thức Học được gọi là tôi hay là con người, tôi chính mình. Và gốc từ của đó là chủ thể nhận thức về thế giới. Thế giới bao gồm nhân sư quan và thế giới quan của Duy Thức Học á, được hình thành theo cách thức. Nó là một cái tương quan hai chiều giữa chủ thể nhận thức là con người tổ hợp và các khách thể được nhận thức bao gồm sự vật, hiện tượng trong thế giới hiện thực. Cho nên khi làm chủ được, nắm vững được bản chất của sự vật hiện tượng là tổ hợp, không nên đánh đồng nó là sở của tôi, thì người tu học theo Duy Thức Học đó cần phải là thẩm thấu được bản chất giả hợp của cái gọi là tôi. Và việc nhận thức đó được diễn ra như sau: số 1, khái niệm. Duy Thức Học qua tác phẩm Thành Duy Thức Luận giới thiệu chúng ta về các cái biệt danh hay là những từ đồng nghĩa của cái gọi là tôi, bao gồm 16 loại khác nhau. Chúng sinh, tức là sự sống được hình thành bởi nhiều yếu tố: thọ giả, người cảm nhận được; mạng giả, người có sự sống; sinh giả, người được sinh ra; dưỡng dục giả, người được nuôi nắng; chúng số nhân, tức là nhiều yếu tố hội tụ thành; tác giả, tức là chủ thể có các hành động thấy, nghe, ngửi, biết, nói, làm, tư duy; sử tác giả, tức là người có thể sai khiến được bản thân mình và tác động đến thế giới; khởi giả là người tạo ra cái sự bắt đầu; sử khởi giả tức là người có thể tác động để mở ra sự bắt đầu; sử thọ giả tức là người tạo ra được cái tiến trình cảm thọ; tri giả tức là chủ thể nhận thức; kiến giả chủ thể hiểu biết. Chữ giả ở đây đó hiểu theo nghĩa của nhân chủng học á, là con người, và hiểu theo sinh vật học đó thì đó là các loài động vật có hình thức, đó là hoặc con người hoặc là động vật. Thì cái khái niệm ngã đó có thể chỉ cho con người trong tự thân của chính nó và các loài động vật trong tự thân của chúng, là một tổ hợp bởi nhiều yếu tố. Thì quan điểm đó được Thành Duy Thức Luận trích dẫn từ kinh Đại Phẩm Bát Nhã tập 2
bản dịch của Ngài La Thập. Trong thành Giới Thức Luận, Ngài Huyền Trang dựa vào kinh Đại Bát Nhã giới thiệu một loạt các khái niệm về ngã tương đương, bao gồm hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, ý sinh, nho đồng, tác giả, thọ giả, tri giả, kiến giả và bổ đặc già la. Bổ đặc già la là phiên âm của chữ bút ca la thôi, còn các từ còn lại đó chỉ cho nội dung mà cái gọi là tôi đó được xem như là chủ thể nhận thức. Số 2, loại hình chấp ngã. Thành Giới Thức Luận nói chung, xin lỗi, Thành Giới Thức Luận nói riêng và Giới Thức Học nói chung hướng chúng ta đến việc nhận thức rằng cái được gọi là tôi vốn chẳng phải là tôi. Nhưng mà trong quá trình sống đó, chúng ta có khuynh hướng là đánh đồng tổ hợp tâm vật lý bao gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi thôi. Ngộ nhận đó tạo ra vấn đề. Thầy Giới Thức Luận đưa ra một số phương pháp đánh đồng và được chứng minh là sai và cần phải loại trừ. Thứ nhất, đánh đồng tôi với tứ đại chủng, tức là bộ yếu tố hình thành ra cơ thể vật chất của con người, gồm có đất, nước, lửa, gió. Thì trong quá trình hình thành mạng sống đó, đất, nước, lửa, gió tạo thành một cái phôi thai, bể tinh tra chúng mẹ giao hợp trong ngày người mẹ có thể thụ thai. Rồi lớn lên theo năm tháng, từ việc sinh ra trung bình 2,5 kg đến 5 kg, cơ thể vật chất của con người ngày càng được lớn và đến tuổi thanh niên sự phát triển đó được dừng lại. Chúng ta đã nương vào cái thân thể này mà tồn tại, cho nên chúng ta có khuynh hướng đánh đồng thân thể này là tôi. Đánh đồng đó là một sai lầm, bởi vì thân thể chỉ là cái công cụ thôi, và hệ thống thần kinh chằng chịt trong toàn thể cơ thể bao gồm bộ não và các loại thần kinh cũng chẳng qua là các công cụ, theo đó đó tâm thức con người dựa vào đó hành hoạt, thấy, nghe, ngửi, biết, phán đoán, đánh giá, tư duy, diễn dịch, tổng hợp, quy nạp, loại suy, vân vân. Và do đó không nên xem chủ thể nhận thức đó là một phần của bộ não và lại thuộc vào hệ thống thần kinh. Bởi vì sau khi con người chết theo Phật giáo thì tâm thức là tiếp tục tái sinh, có mặt trong một bào thai của một người mẹ hay một giống cái. Và tâm thức đó được sánh ví như dòng điện, còn cơ thể này đã được sánh ví như là bóng đèn, tăng phô, con chuột, dây điện, công tắc. Khi những thứ đó đầy đủ, bấm công tắc lên thì dòng điện từ điện năng trở thành đó là quang điện, tức là phát sáng. Khi các dụng cụ đó bị hư, dòng điện vẫn tiếp tục hiện hữu theo cách riêng của nó. Cho nên đánh đồng cái tôi với thân thể là một sai lầm, vì trong thân thể còn có tâm. Thứ hai, đánh đồng thân thể, tức là đánh đồng cái tôi với năm tổ hợp tâm vật lý: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Hoặc là đánh đồng nó với tâm thôi, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, thì được gọi là thọ, tưởng, hành thức trong Hán Việt. Dĩ nhiên cái quan trọng nhất của một con người á, là phần tâm, nhưng nó không phải là tất cả của sự sống hình thành nên con người. Và đây là một cái loại đánh đồng đối lập lại với đánh đồng ngã với thân thể. Ở đây là cách đánh đồng ngã với tâm thôi, đang khi tâm chỉ là một bộ phận
tồn tại trong cơ thể để hình thành ra cái ta tạm gọi là tôi. Do đó ai đánh đồng cái tôi với thọ tưởng hành thức là một ngộ nhận. Thứ ba, đánh đồng cái tôi với thân và tâm, tức là bao gồm có thân thể với bốn yếu tố đất nước gió lửa, và tâm gồm có thọ tưởng hành thức. Khi đánh đồng một bên đó được xem là sai, bên còn lại cũng được xem là không đúng, thì việc gộp hai bên đó lại và cho nó là tôi như là một công thức đẳng thức hóa đó cũng là một sự sai lầm. Vì ghép hai cái sai lại, chúng ta có cái sai bình thường chứ không thể có cái đúng. Thứ tư, chúng ta có thói quen đánh đồng cái tôi với danh tánh mà Duy Thức học thường gọi là giả danh. Danh tánh đây được hiểu là tên khai sinh do cha mẹ đặt, rồi tục danh, nghệ danh, bút danh, biệt danh, pháp danh, pháp tự, pháp hiệu của các tu sĩ cũng thế. Điều đó nó làm cho chúng ta có một cái thói quen là hễ khi nghe cái danh xưng mà trong khai sanh hay là trong quá trình sống chúng ta sử dụng, chúng ta có khuynh hướng đánh đồng đó là mình. Điều này nó không chặt về phương diện mặc định truyền thông trong ngôn ngữ, trong lời nói, trong chữ viết, nhưng nó sẽ là sai trong bản chất của hiện thực. Ví dụ như Nguyễn Anh Hùng là một khái niệm mà trong lịch sử Việt Nam mấy nghìn năm á, ít nhất là có vài trăm ông tên như thế. Bây giờ mình cho là Nguyễn Anh Hùng là chính mình thì mấy trăm người còn lại là cái gì, đang khi họ cũng có cùng cái tên đó. Cho nên khái niệm định danh vào con người cũng như là áp đặt dán nhãn đặt tên lên sự vật không phải là tự thân của con người và sự vật đó. Tức là một mặc định để mô tả về nó thôi, còn cái mô tả về hiện thực và hiện thực trong đời ta của chính nó có một khoảng cách rất lớn. Duy Thức học giúp chúng ta nhận diện được khoảng cách này để vượt qua được cái thói quen đánh đồng tôi với cái tên gọi liên hệ đến tôi. Thứ năm, ngã được đánh đồng với đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất trong ngôn ngữ, tiếng Anh là ai, trong tiếng Việt là tôi, ta, tao, tớ. Và dĩ nhiên trong ngôn ngữ nếu bỏ đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là mình, đại từ nhân xưng ngôi thứ hai là một người khác đang đối diện, đại từ nhân xưng ngôi thứ ba là nhiều người khác hoặc một người khác đang không có mặt, chúng ta rất khó có thể truyền thông một cách chính xác tương đối về những gì mà chúng ta muốn đối thoại với nhau. Tuy nhiên sẽ là một sai lầm nếu đánh đồng khái niệm đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là tôi, thì nó chỉ là một ý niệm thôi. Ý niệm đó đang đặt một giả định rằng có những hành động, có những nhận thức, có những thói quen, có những lối sống, vân vân. Và hành động, nhận thức, thói quen, lối sống của chủ thể ngôi thứ nhất đó đó là phải chịu trách nhiệm trước luật pháp và trước xã hội. Tuy nhiên cũng không thể đánh đồng hai cái này là một với nhau được. Thứ sáu, đánh đồng mà ghép tôi với chủ thể hành động bao gồm hành động thân thể, hành động lời nói, hành động tư duy. Trong tư duy thì gồm có ký ức, phán đoán, quyết định, chủ trương, lý tưởng, vân vân. Và người chịu cái hậu quả từ các hành động tích cực hay là từ những cái hành động tiêu cực.
Các trường phái triết học của Ấn Độ giáo thì rơi vào khuynh hướng thứ sáu này khá nhiều, cho rằng là cái tôi đó chính là chủ thể hành động tạo tác, cũng như là chủ thể tiếp nhận tất cả các hậu quả kết quả của nó. Đang khi Đạo Phật nói rằng là cái tổ hợp tâm vật lý của con người đang trải nghiệm điều đó chứ không phải là cái tôi. Đó là phân tích theo kiểu cắt lớp thực tại về cái tôi ra thành từng mảnh để chúng ta nhìn thấy được cái sự cấu tạo của cái tôi. Cái nhìn về cái tôi theo Phật giáo là vô ngã, anatta, atman. Nếu gọi đúng á, trong tiếng Việt thì phải gọi là phi ngã. Chữ A đó là tiếp vị ngữ, trong tiếng Bali và Sanskrit đó, có nghĩa là phi, tức là chẳng phải là. Dịch nó là chữ vô đó, có nghĩa là một phủ định từ, không có. Vô ngã là không có cái tôi. Đang khi đó, ý Đức Phật của đó là phi ngã, chẳng phải là cái tôi. Hai cái này khác nhau lắm. Chẳng phải là tôi với là không có tôi. Ví dụ ngày hôm nay tại giảng đường tầng hầm của học viện có khoảng 200 sinh viên gồm tăng ni và Phật tử học đào tạo từ xa môn thành chữ thức luận. Bây giờ nói về bản chất của 200 vị đang có mặt trong phòng này thì ta gọi là những cá thể không có thực thể, chứ không nói là không có 200 người ở trong phòng. 200 người vẫn đang tồn tại, đang ngồi, đang viết, đang nghe, đang theo dõi. Sự hiện hữu của 200 cá thể đó là một thực trạng mà chúng ta phải thừa nhận. Nhưng vì cái sự hiện hữu này là một tổ hợp của nhiều yếu tố, cho nên gọi là chẳng phải là tôi, chứ không thể nói là không có tôi. Nhưng rất tiếc là qua quá trình dịch thuật á, thì Trung Quốc đã dịch là vô ngã thay vì là phi ngã. Và cái điểm vô ngã này nó trở nên quá quen thuộc đến độ bây giờ có sửa người ta cũng không nghe, có điều chỉnh lại người ta cũng không thích. Do đó khi chúng tôi dùng chữ vô ngã trong thành chữ thức học, thành chữ thức luận, thì quý vị nên hiểu ý chúng tôi muốn nói là phi ngã, tức là chẳng phải là tôi, vì cái tôi đó là một giả hợp. Số 3, cơ cấu chấp ngã có hai hình thức: chấp ngã câu sanh, tức là mang tính bản năng từ đời này sang kiếp khác, chấp ngã bản năng. Nguồn gốc của sự chấp ngã này là vì nó đã được quá trình kinh nghiệm sống và giáo dục từ nhiều kiếp về trước, truyền từ đời này sang đời sau, tồn tại qua các bào thai, và nó thể hiện sự đánh đồng đó một cách rất là tự nhiên. Thành chữ thức học cho chúng ta biết là đó là vì ý thức về cái tôi, tức là thức mặt na, đã chấp cái kho tàng tâm thức này đó là bản thân mình. Là vì chấp đó cũng giống như người thủ kho ngộ nhận rằng tất cả các vật dụng trong kho hàng đó là của mình, đang khi anh ấy đang thể hiện cái trách nhiệm làm cho các vật dụng đó được an toàn và không bị mất mát, giữ nó được an toàn. Và việc đánh đồng đó là của tôi đó là hai cái rất là khác nhau xa. Giữ an toàn là một trách nhiệm về pháp lý và đạo đức, còn sở hữu nó thuộc về ông chủ của kho hàng chứ không phải người thủ kho. Cho nên là sự chấp mà ngã mang tính bản năng đó là một sai lầm có gốc rễ từ vô minh. Chấp ngã phân biệt được gọi là phân biệt ngã chấp, là do quá trình giáo dục nhồi sọ bởi triết học, tôn giáo, phong tục, tập quán, kinh nghiệm sống và kinh nghiệm cá nhân
chúng ta bị ngộ nhận và đánh đồng cái tổ hợp tâm vật lý là tôi với hình thức này hay là hình thức khác thôi. Số 4, chuyển hóa cái tôi. Cốt lõi của thành duy thức luận nói riêng và duy thức luận nói chung là giúp cho hành giả chuyển hóa và vượt qua được các hình thái chấp ngã, bao gồm chấp ngã là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Mà muốn như thế đó thì chúng ta cần phải nhận diện cái chu kỳ vô thường của con người qua bốn giai đoạn: sanh, già, bệnh, chết. Chu kỳ vô thường của mọi sự vật hiện tượng gồm có sanh, trụ, dị, diệt hoặc là thành, trụ, hoại, không. Cái khái niệm chết đối với con người, diệt đối với sự vật và không đối với các sự vật hiện tượng giúp chúng ta thấy rất rõ rằng là trong quá trình sống đó, chúng ta vay mượn cơ thể này và ta vay mượn mọi sự vật hiện tượng dưới một cái quan hệ pháp lý và dân sự, chứ còn chúng về bản chất không phải là của tôi. Và từ đó chúng ta mới thấy rõ được cái gọi là con người, tức là Bukala, chỉ là một cái tổ hợp trống rỗng được hình thành bởi những cái khác, tức Sunyata. Và đối lập với con người, hay là đối tượng được con người nhận thức là mọi sự vật hiện tượng, tức Dhamma. Về bản chất chúng cũng là những cái tổ hợp, đó là rỗng ở trong tự thân của đá, tức Sunyata. Tu như thế, hành trì như thế thì hành giả đạt được hai nhận thức: nhân không và pháp không. Chữ không ở đây là Sunyata, không phải là một phủ định từ không có, mặc dù nó đồng âm trong tiếng Việt, cho nên làm cho rất nhiều người hiểu sai về bản chất triết học của đạo Phật. Cho nên khi mình nói về chữ không, đây là không thực hữu, không thực thể đó, thì mình nên đặt nó trong dấu ngoặc kép và mở một ngoặc lớn ra, Sunyata, để nó không bị ngộ nhận và đánh đồng với chữ không có, tức là vô. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật đã lặp đi lặp lại nhiều lần lời dạy như sau: thân thể là vô ngã. Nếu thân thể là ngã, thân thể này không bệnh, và mọi người có thể mong ước rằng thân thể của tôi sẽ như vậy chứ sẽ không như thế khác. Trên thực tế đó thì thân thể nó không chiều theo mình, nó vẫn diễn ra già, bệnh và chết. Cho nên đánh đồng nó là tôi, một thực thể vĩnh hằng, đó là một sai lầm. Còn duy thức học thì dạy chúng ta một loại nhận thức khi đánh giá về con người, về sự hiện tượng đó, chúng ta đánh giá như sao? Mọi sự hiện tượng và bản thân của cái tôi chẳng phải là tôi, chẳng phải là tự ngã của tôi, chẳng phải là sở hữu của tôi. Cái thấy, nghe, ngửi, biết về chúng chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Như vậy là mục đích của việc tu tập theo duy thức học là giúp chúng ta có cái nhìn trí tuệ về tính tổ hợp của sự vật và tính tổ hợp của bản thân mình. Vấn đề 4, nhận thức trong thành duy thức học, thành duy thức luận. Về bản chất đó, duy thức học là học thuyết về nhận thức. Chức năng của duy thức học là giúp chúng ta đi từ một nhận thức chân chính hướng đến sự giải thoát, nhằm giải phóng mọi nhận thức sai lầm của con người, để từ đó con người sống với trí tuệ. Cho nên học thuyết có khác, khái niệm có khác, cách trình bày phân tích vẫn cũng có khác, nhưng mục đích đạt được vẫn là thâm nhập trí tuệ, chứng đắc trí tuệ, sống với trí tuệ thôi. Đó là đóng góp to lớn của các triết gia duy thức học. Số 1, phương tiện nhận thức. Thành duy thức luận giới thiệu chúng ta một hệ thống gồm có 8 thức
Năm thức đầu được gọi là năm thức giác quan, bao gồm mà thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Thị giác là cái nhìn của mắt. Mà thuật ngữ Phật học thường gọi là nhãn thức. Thì năm thức này đó được gọi là năm thức giác quan, vì nó liên hệ đến năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Triết học A Tỳ Đàm á cũng ghi nhận năm thức giác quan này có khả năng nhận thức đúng, tuy nhiên cũng có khả năng nhận thức sai về thế giới, vật chất và mọi thứ. Thức thứ sáu được gọi là ý thức, tức là thức có cái tác động và hoạt dụng đối với các giác quan, có khi là đồng hành, có khi là độc lập. Duy thức học và tâm lý học của phương Tây thì giống nhau ở chỗ là đều thừa nhận có sáu thức giác quan vừa nêu. Ngoài ra, tác thành duy thức luận giới thiệu thêm hai thức mới, đó là thức Manas, còn gọi là thức chấp ngã, hay là ý thức về cái tôi và cái tôi sở hữu, và thức Alaya, tức là thức kho tàng. Mà theo đó, đó tất cả mọi hạt giống của kinh nghiệm, tri giác, rồi tư duy, nhận thức, hành động, lối sống của con người từ nhiều kiếp về trước cho đến bây giờ không hề mất đi. Sau khi chúng được gieo trồng, chúng được lưu giữ ở trong kho tàng tâm này, trải qua nhiều kiếp sống. Bằng việc giới thiệu hệ thống là 8 thức thành duy thức luận cho chúng ta thấy là tại sao con người có kinh nghiệm, và kinh nghiệm đó nó chi phối đến đời sống nhận thức và tinh thần con người, hoặc theo chiều hướng tích cực, hoặc theo tiêu cực, hoặc hạnh phúc, hoặc khổ đau. Bởi vì các hạt giống hành động và nhận thức của con người đó tiếp tục tồn tại dưới hình thức năng lượng trong kho tàng tâm. Và bằng cách này đó thì duy thức học đề nghị chúng ta phải có trách nhiệm với các hành vi đạo đức, mặc dù luật pháp chưa sờ gái, dân sự chưa lên án, nhưng cái lương tâm trong sống của chúng ta cho chúng ta một nhận thức rằng là đây là các hành động sai lầm và nó phải chịu một hậu quả tiêu cực ở trong tương lai. Cho nên tốt nhất là không làm nó, không thực hiện nó, để chúng ta không phải rai rứt ăn năn hối hận về sau. Như vậy thấy rõ được cái cơ cấu của 8 thức, chúng ta thấy toàn bộ nỗi khổ niềm đau liên hệ đến sự đẳng thức hóa những cái không thuộc về tôi trở thành là những cái thuộc về tôi. Từ đó nó tạo ra lợi ích nhóm, lợi ích vị kỷ, lợi ích phi pháp, lợi ích trái đạo đức, và nó dẫn đến rất nhiều nỗi khổ niềm đau, tức là những rắc rối ở trong cuộc đời. Toàn bộ các vấn nạn mà con người gặp phải nó không liên hệ gì đến năm thức giác quan, mà chủ yếu là liên hệ đến ý thức. Một phần thức Alaya là chánh yếu, xin lỗi, thức mặt na là chánh yếu, ở trong tiếng Sanskrit gọi là Manas, tức là ý niệm về cái tôi, ngộ nhận về cái tôi, chấp vào cái tôi, và từ cái tôi đó nó tạo ra cái phản ứng ngã si, tức là si mê về mình, ngã kiến, nhận thức sai lầm mình, ngã mạn, tức là tự đề cao mình hay là tự hạ bệ mình, ngã ái, tức là si mê chấp trước xem thân thể này như là thượng đế vậy. Từ đó dẫn đến cái hình thức tự trọng tự ái rất là phức tạp. Trong 30 bài kệ của duy thức học mà thành duy thức luận phân tích thì gần như là có nhiều bài kệ đề cập đến
thức Alaya, tức là thức thứ 8. Vì trong thức Alaya đó, nó là nơi hội tụ của tất cả các hạt giống. Hạt giống thì tạo ra nhân cách, lối sống, và đã tạo ra hệ thống nghiệp chung, nghiệp riêng, và những cái hệ quả của các hành động đó trong quan hệ pháp lý, dân sự và xã hội. Các bài kệ còn lại đó, phân tích về thức mặt na, thức thứ 6, năm thức giác quan, rồi những vấn đề khác liên hệ đến chúng. Số 2, tam tánh. Dịch trong cái việc đó là ba phương tiện nhận thức, hay là ba loại nhận thức về bản chất của con người và thế giới. Ba bản chất của nhận thức. Đóng góp to lớn của duy thức học là giới thiệu hệ thống nhận thức này, và giúp cho chúng ta đó đi từ một nhận thức sai lầm đến một nhận thức chuẩn về bản chất tổ hợp của sự vật hiện tượng, từ đó đạt đến cái bản chất như thật của sự vật hiện tượng. Kết quả của sự tu tập này đó là giúp cho chúng ta chuyển toàn bộ các thức thành trí tuệ. Ba loại nhận thức đó gồm như sau. A, nhận thức sai lầm. Thuật ngữ Phật học Hán Việt gọi là biến kế sở chấp. Nhận thức sai lầm này còn được gọi là huyễn giác, tức là cái thấy, nghe, ngửi, biết không đúng với hiện thực, hay là thác giác, tức là thấy, nghe, ngửi, biết đó một cách sai lệch với hiện thực. Sở dĩ con người có nhận thức sai lầm là do vì con người tưởng tượng, thiếu phương pháp, chấp trước, hay là bị ảnh hưởng của các ý thức chính trị, ý thức triết học, ý thức tôn giáo, hay là ý thức về kinh nghiệm cá nhân, tạo ra các thành kiến, định kiến, những cái nhận thức mang tính cách áp đặt bởi các lăng kính chủ quan của chúng ta. Từ đó chúng ta có khuynh hướng là dán nhãn lên, đặt tên lên bề mặt của sự vật và hiện tượng mà vốn chúng không phải là như thế. Ví dụ như ai mới lần đầu tiếp cận đạo Phật qua việc xem vở cải lương, chuyện tình Lan và Đẹp, thì nhận thức sai lầm của họ về tăng sĩ là không thể tránh khỏi. Đối với họ, tu sĩ là gì? Thất bại, thất tình, thất nghiệp, không làm nên trò trống gì, cái đầu hơi có vấn đề, tửng tửng, mát mát về tâm lý, bất ổn về tinh thần, khổ đau, bế tắc, vô lễ thoát, cho nên mới ẩn dương, tức là trốn khỏi trần gian, nương cửa Phật và để tìm cái tỉnh tại và tìm cái sự chống đại để vượt qua nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Đó là một nhận thức sai lầm về bản chất của tăng sĩ. Truyền thông đó góp phần tạo ra các nhận thức sai lầm ở người tiêu thụ và ở người thưởng thức chúng. Khuyến khích của truyền thông hiện đại là gì? Tạo ra cái ảnh hưởng lây lan tâm lý. Như thể là khi có một tràng vỗ tay, có một tiếng vỗ tay, thì những người ngồi xung quanh đó sẽ hưởng ứng bằng một loạt và một tràng vỗ tay kéo theo. Khi có một bài báo viết về một sự kiện gì nóng hổi, thì các tờ báo còn lại phải chứng minh rằng là mình thức thời, mình đang đi theo dòng thời sự, phải nhập cuộc dưới góc độ này hay là dưới góc độ khác. Sự kiện thầy Thích Thanh Cường ở Hải Dương mở cái hộp iPhone 6 cộng với một chút nổ đã làm cho nhận thức của quần chúng về tu sĩ trong thời hiện đại là sai lệch hoàn toàn. Trên thực tế thì thầy Thanh Cường này
chưa từng có xe hơi, huống hồ là mặc CD như là báo chí đã bơm phòng, cũng chưa từng có cái điện thoại iPhone 4, iPhone 5, lấy đâu có iPhone 6, vẫn chưa từng có Vertu 600 triệu, nhưng mà thầy này thích nổ. Tức là người ta cho mượn, rồi cầm lên chụp hình, cái nó là của mình, để xứng tầm với mình. Từ đó báo chí lợi dụng vào để nói rằng là tu sĩ Thích Thanh Cường là một cái thế giới tu sĩ thu nhỏ qua một cá thể, tức là sống xa qua trên cái nỗi khổ niềm đau, hoặc là phớt lờ nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Và từ đó nó tạo ra cái ngộ nhận lớn rằng là tu sĩ là những người gần như là không gắn liền với nỗi khổ niềm đau của cuộc sống, không phục vụ để giải quyết nỗi khổ niềm đau, mà đang kia về bản chất đó, tu sĩ là những người giúp cho con người vượt qua khổ đau, sống một đời giản dị và thanh cao. Đọc các thông tin cương điệu về sự kiện thầy Thanh Cường mở cái hộp iPhone 6, người đọc nếu không phải là Phật tử thường thành sẽ có một ác kiến, ác cảm, thành kiến, định kiến với tu sĩ. Và thành kiến đó đôi lúc mất đến vài chục năm tháo ra chưa được. Cho nên tiêu thụ truyền thông ngày nay đó phải hết sức dè dặt. Mỗi ngày mà vào các cái trang mạng xã hội, những trang web và điện tử đó, chúng ta tiêu thụ phần lớn các cái thông tin xấu, tính đúng sai của chúng chưa biết, và các thông tin xấu này nó hành hạ tâm thức của chúng ta, làm chúng ta đánh giá về con người, sự vật, thế giới hoàn toàn khác với, sai với bản chất của chúng. B, nhận thức duyên khởi, Hán Việt gọi là y tha khởi tính. Về bản chất thì mọi sự vật được hình thành bởi nhiều yếu tố, y là nương vào, tha là những cái khác, khởi là hình thành nên, tức là cái gì được hình thành bởi tổ hợp của nhiều yếu tố, cái đó không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở của tôi. Từ việc nhận thức sai về sự vật hiện tượng do chấp, do thành kiến, định kiến, do mặc cảm, tự ti và do thiếu thông tin, thành duy thức học nói riêng và duy thức học nói chung đó dạy chúng ta hướng tới một nhận thức chuẩn hơn, đó là nhận thức về tính duyên khởi của mọi sự vật hiện tượng. Dựa vào nhận thức thứ hai quan trọng này đó, chúng tôi có thể khẳng định rằng trong tự thân của duy thức học, các nhà lập tông đó cũng không hề muốn đánh đồng tông của mình lập ra là duy tâm, như một số người cố tình gán ghép như thế. Bởi vì khi mình có được cái nhận thức duyên khởi, tức là tính tổ hợp hình thành ra một số hiện tượng, thì chúng ta không thể nói rằng tâm thức này là nguyên nhân độc nhất có trước và hình thành lên mọi sự hiện tượng. Các sự hiện tượng chỉ là giả lập, còn tâm là thực hữu. Mặc dù về sau trong quá trình phát triển đó, thì các luận sư có khuynh hướng lý giải duy tâm đối với duy thức học. Còn duy thức học cho chúng ta thấy nhận thức về tính duyên khởi là một nhận thức đúng với sự vật đang là, sự vật trong tự thân của chính nó, sự vật như thật. Mà sự vật như thật ở đây là gì? Là tương quan, tương duyên, tương thuộc, tương tác. Cho nên chúng không có tự tính ở trong tự thân của nó. Và về phần này đó thì chúng ta thấy là hoàn toàn phù hợp với kinh Trung Bộ, đặc biệt là kinh Tương Ưng, một bộ kinh mà về xuất hiện về học thuyết duyên khởi đối với thế giới và duyên khởi mà hai mắt sức đối với con người đó gần như là vài trăm lần. Nói khác là duy thức học sử dụng một hệ thống ngôn ngữ khác
để nói về bản chất duyên sinh của sự vật hiện tượng. Còn chữ duy thức ở đây mình nên hiểu là những biểu hiện tâm, những cái phẳng tâm, thái độ tâm, và nó tồn tại trên tâm. Nó là cái nhận thức về sự vật hiện tượng bên ngoài, chứ nó không có khuynh hướng lý giải rằng là sự vật nhận thức bên ngoài đó là được tâm tạo ra. C. Nhận thức chuẩn tuyệt đối, hay còn gọi là nhận thức trọn vẹn, hay việc gọi là viên thành thật tính, tức là nhận thức đúng với cái thế giới như thật. Tri giác của con người thường có khuynh hướng là đánh giá sai, điều chỉnh sự nhận thức sai đó. Chúng ta phải hiểu mỗi sự hiện tượng là một tổ hợp, từ đó ta điều chỉnh lại cái nhận thức. Từ nhận thức duyên khởi, chúng ta đi đến nhận thức viên thành thật, để thấy rất rõ là bản chất của mọi sự hiện tượng đó, dù chúng ta đánh giá như thế nào, chúng vẫn là tự thân của chính nó ta. Nó là như vậy, là như vậy. Viên thành thật so với nhận thức về tính duyên khởi là không có khác nhau. Nhưng mà các triết gia đại thừa của duy thức học á, thì muốn tách lập hai cái nhận thức này thành là hai đối tượng, mà ở duy y tha khởi đó thì chúng ta thấy được cái tính tổ hợp của chúng, còn đang khi ở vi tinh thật á, chúng ta thấy được bản chất như thật. Còn cái như thật đó là như thế nào thì kinh Lăng Già, một bản kinh nền tảng mà dựa vào đó Duy Thức Tông được hình thành đó, cho rằng đó là vô sinh. Vô sinh nó có nghĩa là không được sinh ra từ nguyên nhân đầu tiên, bao gồm không được sinh ra từ Thượng Đế, không được sinh ra từ vật chất, không được sinh ra từ tâm. Bao thuyết quan trọng nói về cái nguyên nhân đầu tiên của con người và vạn vật. Nhận thức trọn vẹn giúp cho chúng ta đạt được tâm chân như, tức là cái tâm nhìn thấy được sự vật như thật. Và để đạt được điều đó, chúng ta phải thừa nhận rằng là mỗi người có một Như Lai Tạng, bào tai Phật, phôi thai Phật, hay là tiềm năng Phật, tiềm năng giác ngộ. Tiềm năng giác ngộ đó tồn tại trong mỗi người để chúng ta không tự đánh giá thấp mình bằng mặc cảm tự ti, bao gồm tự ti dân tộc, tự ti cộng đồng, tự ti gia đình, tự ti bản thân. Tự ti bản thân nó gồm có tự ti bối cảnh, tự ti ngoại hình, tự ti kinh tế, tự ti về năng lực và nhiều hình thức tự ti khác. Và rũ bỏ được các hình thức tự ti đó, chúng ta dễ dàng nhận thức được tiềm năng giác ngộ trong mỗi chúng ta, không khác với các Đức Phật và Bồ Tát. Nhận thức trọn vẹn này giúp cho chúng ta trong quá trình tu đó khai thác được, nỗ lực được và chứng đắc được sự giác ngộ. Vấn đề 5, giải thoát trong thành chữ thức luận. Vì thành chữ thức luận là tác phẩm tập đại thành sự sớ giải của 10 luận sư nổi tiếng về duy thức học, cho nên giải thoát trong tác phẩm này được chia làm 5 cấp độ tâm linh. Mỗi một cấp độ tâm linh được định nghĩa bằng một khái niệm rất là sáng tạo, khác với những khái niệm gốc ở trong kinh Tạng Pali và kinh điển Đại thừa. 5 cấp độ giải thoát mà người tu tập duy thức học đạt được cái nhận thức viên thành thật sẽ tuần tự chứng đắc như sau. Số 1, du và hạnh, yoga chaya. Thực tập yoga được hiểu theo thời cổ đại trong lịch sử Phật giáo, đó là thực tập thiền định để chuyển hóa thức thành trí.
Phương pháp thực tập căn bản vẫn là thiền tứ niệm xứ, để cho ta rũ bỏ mọi chấp trước liên hệ đến thân và tâm. Tâm còn có các phương diện cảm xúc của tâm, ý niệm trong tâm và các cái đặc tính đối lập của tâm. Ở gia vị du già, thì hành giả nhận thức được vai trò của các thức giác quan, của ý thức, cái tác hại của thức chấp ngã và cái chức năng đặc biệt của thức kho tàng, bao gồm các hạt giống thiện ác phàm và thánh ở trong đó. Từ đó con người đó mới nỗ lực làm chủ được hành vi của mình, để không tạo ra các phản ứng chấp ngã sở hữu trong tiến trình nhận thức. Và bằng cách tu tập yoga, tức là tu tập thiền quán, hành giả rũ bỏ được hình thức chấp ngã và chấp pháp. Đây là cái quả vị tu chứng ở mức độ ban đầu của các hành giả di thức học. Yoga sau này đó được các trường phái Ấn Độ giáo hiện đại sánh ví nó như là những phương pháp tập luyện sự dẻo dai của cơ thể để tạo ra sức khỏe và sự điềm tĩnh của tâm. Còn du già ở trong Phật giáo là một sự thực tập thiền quán, không nên lẫn lộn hai cái niệm này với nhau. Khi đi vào chiều sâu của con đường tâm linh thì di thức học đưa ra gồm có 5 con đường, tức là 5 cấp độ. A, tư lương vị, tức là cái giai đoạn chuyển tiếp, giai đoạn nhập đạo cần thiết. Nó như là cái thời điểm mà chúng ta cần phải chuẩn bị các hành trang về tâm linh, bao gồm như là định hướng con đường tâm linh, rồi thái độ rửa bỏ các cái chấp trước, quyết tâm đi trên con đường tâm linh đó, phát triển nhân cách đạo đức, tu luyện các phương pháp thiền quán, phát huệ tâm bồ đề để đạt được cái chuẩn mực đạo đức mà một người hành giả cần phải có. Đây là một giai đoạn rất quan trọng, không thể thiếu. B, gia hành vị. Ngoài các cái hành trang nỗ lực chân chính như vừa nêu, khi đạt được gia vị thứ nhất thì hành giả cần phải tiếp tục gia cố tâm linh, gia lực vào sự tu tập bền bỉ, tiến bộ đều, tăng dần đều, phát triển đều sự tu tập, bao gồm trải nghiệm Phật pháp thâm sâu, rồi ứng dụng Phật pháp vào trong cuộc sống, nhận thức về bản chất giả hữu của mọi sự vật hiện tượng, nỗ lực thực tập một cách tinh tấn, không một cuộc đối chừng, không đầu hàng trước số phận, không đào tẩu khỏi thực tại, không trốn tránh, vân vân, không đổ thừa, không đổ lỗi, mà lúc nào cũng tinh tấn, ngày càng tiến bộ hơn, ngày càng thành tựu hơn. C, thông đạt vị. Thông đạt là một nhận thức chiều sâu, nhận thức thẩm thấu. Người đạt được thông đạt vị đó sẽ có một cái tầm nhìn mang tính chuyển hóa, một cái con đường thắp sáng tuệ giác, nhằm giúp cho đương sự có thể đạt được chư kiến như thật, rũ bỏ được tất cả các phiền não và từng bước chứng đắc được các quả vị Bồ Tát ở cảnh giới thập địa, tức là từ sơ địa đến địa thứ 10. Khái niệm tri kiến như thật được hiểu là như thế này: nó là một loại nhận thức đúng với sự vật trong tự thân chính nó. Còn sự vật do chúng ta đánh giá đó, có đôi lúc đó mang tính chủ quan.
Sự vật được đánh giá mang thành kiến, định kiến hay là kinh nghiệm cá nhân, hay là bị tác động, ảnh hưởng, chi phối của truyền thông xã hội. Còn sự vật trong chính đó là một sự vật chưa có bị một cái tác động chủ quan gì áp đặt lên, cho nên nhận thức đó thường là chuẩn. D. Tu tập vị. Tu tập đây được xem là phát triển tâm, Citta Bhavana. Phát triển tâm theo hướng Bồ Tát hạnh, duy trì trên cơ sở Bồ Tát đạo, phát khởi Bồ Đề tâm, tức là mọi hành động tu tập đều hồi hướng về sự giác ngộ tuyệt đối, chứ không có vướng kẹt lại các thành quả hạnh phúc của con người hay là hạnh phúc của con người ngoài hành tinh. Và bằng cách thức tu tập này, thì hành giả tuần tự chứng đắc từ sơ địa cho đến thập địa, và ở tu tập vị đó, thì hành giả đã đạt được trọn bộ, trọn vẹn con đường Bồ Tát đạo. E. Cứu cánh vị. Đó là con đường tu tập đạt được ở kết quả cuối cùng, tận diệt được phiền não, chấm dứt được luân hồi, chứng đắc được giác ngộ, thể đạt được chân tâm như thật. Và tại đây đó, thì kinh Tạng Pali mô tả cái nhận thức giác ngộ gồm có 4 câu như sau: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Đó là cái nhận thức khá phổ quát được mô tả trong kinh, và thuật ngữ Phật học Pali gọi là giải thoát tri kiến, tức là kiến thức về sự giác ngộ. Và kiến thức đó được biểu đạt bằng ngôn ngữ qua 4 câu phán đoán vừa nêu. Về sau này Trung Quốc ngộ nhận và lý giải cái giải thoát tri kiến đó, tức là rũ bỏ kiến thức, giải phóng kiến thức đi. Từ đó mà thiền tâm của Trung Quốc chủ trương không dựa vào kinh điển, rồi trực khí yên tâm để giúp cho hành giả chứng đắc giác ngộ, giải thoát. Từ đó mà phần lớn các tu sĩ của Phật giáo Trung Quốc đó, ít có học về Phật pháp, trình độ tu sĩ trở nên quá bình dân. Và khi truyền đạo thì các tu sĩ bình dân phần lớn là đi về con đường tín ngưỡng ta, dẫn đến tình trạng là Phật tử bị mù chữ Phật pháp tập thể. Thì đó là một cái hiện thực mà chúng ta cần phải ghi nhận. Từ thời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền hỷ bát cho Lục Tổ Huệ Năng đó, thì chúng ta thấy là cái khuynh hướng đó, giải thoát tri kiến đã bị tách rời rồi. Đăng khi đã giải thoát tri kiến thời Đức Phật là A-la-hán nào khi giác ngộ kết thúc toàn bộ phiền não nghiệp trước đều tuyên bố sự giác ngộ của mình bằng 4 câu đó, không cần ai thẩm chứng mình. Còn thiền tông Trung Quốc đó, thì yêu cầu thiền sinh đó, trình kệ kiến giải về sự giải thoát. Thiền sư mới đánh giá trên cái bài kệ kiến giải đó và chấm điểm là thiền sinh này có chứng đắc được hay không. Đó là trái với thầy Phật. Bản chất sự giác ngộ nó giống như là cái vầng thái dương, ánh sáng nó tự chiếu soi thôi. Và cũng từ truyền thống truyền tâm ấn đó mà cái ngôi vị tổ sư của thiền đó trở thành là cơ sở của sự tranh chấp. Trên 100 người lũ lượt kéo theo truy sát Huệ Năng, buộc Huệ Năng phải ẩn tu trong rừng gần 11 năm, cho đến lúc nào an toàn rồi mới ra làm đạo. Đó là vì Trung Quốc bị ảnh hưởng theo khuynh hướng ấn tín của chế độ phong kiến. Vua trao ấn tín cho một người nào đó, người đó thay mặt vua và có chức năng giống như vua trong cái hoàn cảnh cụ thể đó. Còn đạo Phật truyền thống thì không có khuynh hướng này. Người giác ngộ giống như là một cái mặt gương sạch
thì các vật đó tương phản trên đó được rõ ràng, chứ không phải phải nhờ đến một người nào bên ngoài đánh giá cho điểm thì mới được gọi là giác ngộ. Thì bởi vì cứu cánh này đã được xem là giác ngộ, rũ bỏ hết các nguyên nhân khổ đau, các biểu hiện khổ đau, chứng đắc được niết bàn. Nói cách khác là dầu năm giai vị tâm linh được đưa ra trong duy thức học á, với những khái niệm rất khác với thuật ngữ Phật học trong kinh tạng Pali và kinh tạng Đại Thừa, trên thực chất á, đạt được cứu cánh vị có nghĩa là giác ngộ và chứng đắc được niết bàn thôi, không có gì khác hơn. Và toàn bộ phương pháp tu về nhận thức luận của duy thức học á, chẳng qua là đạt được hai phương diện quan trọng ở trong bát chánh đạo thôi, chánh kiến và chánh tư duy. Và để rũ bỏ các hạt giống phàm, hạt giống khổ đau trong kho tàng thức á, thì các hành giả phải thực hiện con đường đạo đức, mà lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức, là không có khác, để chuyển hóa các cái bận nhân của tâm vi tế, thì cần phải thực tập chánh niệm và chánh định thì mới có thể tháo mở hết toàn bộ cái cấu trúc của chúng. Như vậy cái quá trình tu tập của những thức học chẳng qua cũng là bát chánh đạo thôi, nhưng mà dùng bằng cái khái niệm ngôn từ khác, nội dung là một. Thì đó là cái phần giới thiệu bao quát về nhận thức và giải thoát trong thành duy thức học. Như đã nói, duy thức học gồm có 30 bài kệ. Mỗi một bài kệ đó thì nó mô tả về cấp độ của tâm thức học mà chúng ta cần nhận thức để tu tập và vượt qua. Thì các thầy, các sư cô và các quý Phật tử tự nghiên cứu về vấn đề này qua các bài giảng của các phái trước đó, được phổ biến trên mạng, nhất là cái loạt 21 bài giảng vào năm 2009. Thì lát nữa chúng tôi sẽ gửi cái file vi tính tóm tắt về 21 bài giảng này. Rồi các bài giảng đó thì có trên trang web chùagiacngộ.com. Ở bên tay trái đó, nó có một giảng luận Đại Thừa đó, thì nó có là thành duy thúc luận. Thì có hai cái buổi giảng, giảng 2009 và 2011. Thì các vị có thể xem cái 2009, còn 2011 chúng tôi mất dữ liệu rồi, thì xem cái 2009 thôi. Và dữ liệu được cung cấp này đó là dữ liệu của năm 2009. Còn cách thức là làm bài nghiên cứu tại nhà đó, thì chúng ta có thể chọn bất cứ một chuyên đề nào ở trong thành duy thức luận, liên hệ đến hoặc là thức kho tàng, hoặc là thức mặt na, hoặc ý thức, hoặc năm thức giác quan, hoặc học thuyết về hạt giống, hoặc học thuyết nghiệp, hoặc học thuyết về nhân và duyên, hoặc học thuyết về cách thức tu tập, hoặc là ba phương diện nhận thức, rồi năm gia vị tu chứng, vân vân. Tức là chúng ta có thể chọn bất cứ một cái khái niệm hay là một bài kệ nào đó để làm một cái chuyên đề. Để hiểu vấn đề này nhanh đó, thì các thầy, các sư cô, quý Phật tử có thể xem quyển các vấn đề nhận thức trong duy thức học của thầy sư Nhất Hạnh, để hiểu rõ một cách khái quát về toàn bộ duy thức học. Và thành duy thức luận đó là tổng hợp 10 luận sư về duy thức học thôi. Tức là nó là một cái môn học so sánh nghiên cứu các quan điểm khác nhau về duy thức. Thì khi xem xong cái tác phẩm đó, đó chúng ta dễ có cái hình dung và chọn lựa là mình nên làm cái gì. Tuy nhiên khi làm đó, chúng ta phải lưu tâm là mình làm duy thức học theo quan điểm của thành duy thức luận, chứ không phải là duy thức học theo quan điểm của ông A, của bà B. Thì mình dựa vào thành duy thức học mà, thành duy thức luận, chứ không phải là chúng ta học về duy thức học. Ta học duy thức học qua tác phẩm thành duy thức luận,
Và cái bản quan trọng nhất, chuẩn nhất hiện nay mà các thầy, các sư cô, các quý Phật tử có thể xem đó, dựa vào đó là bản dịch của Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ